Như xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Như Family Cuộc Sống Nông Thôn ở Thụy Điển. Thì hôm nay Như làm cái video này là vì Như Như cảm thấy cả nhà quá quan tâm đến đến Như, quá quá là chia sẻ, quá là quan tâm. Như thật sự Như không biết nói gì hơn. Như rất là vui, kênh của Như đã hơn 100 người đăng ký. Như không nghĩ là có 100 người quan tâm mình, theo dõi mình như vậy. Thật sự Như rất là vui. Vì vậy cho nên Như làm cái video ngày hôm nay á, là Như muốn chia sẻ thêm về Như một chút xíu nữa. Như sẽ nói thêm về một chút xíu về mình nữa. Tại vì nhiều người quan tâm, nhiều người chia sẻ mình quá, với mình quá, thì Như sẽ chia sẻ một xíu nữa. Nhưng mà Như nói trước là Như rất là mất ước nha. Nếu mà chia sẻ một chút xíu mà có khóc hay là cái gì đó thì mong cả nhà thông cảm và đừng có gì đó mà gây tiêu cực đến cả nhà nha. Thì Như sẽ bắt đầu kể khi mà Như 14, 15 tuổi nha cả nhà. Tại vì cái lúc trước đó thì không có gì để kể đâu, chỉ là ở trường tắm mưa thôi chứ không có gì để kể hết. Thì nhà Như là có ba chị em, Như là lớn nhất. Như là lớn nhất thì em kế của Như là nhỏ hơn Như 3 tuổi, còn em út nữa, nhỏ nữa thì nhỏ hơn Như là 8 tuổi. Thì Như xin không nói số tuổi của mình, nhưng mà cả nhà nhìn con của Như năm nay, là con gái của Như năm nay là tháng 11 rồi đó, 11 tuổi, thì cả nhà cũng biết là Như hơn 30 30 cũ ha. Thì Như sẽ kể từ cái lúc mà Như 14, 15 tuổi. Thì cái lúc đó thì ba mẹ Như là chia tay nhau. Như sẽ kể từ cái lúc đó. Năm Như 14, 15 tuổi thì ba mẹ Như là chia tay. Thì thực sự cái đó là cái cú sốc đầu đầu đời đầu tiên của mình. Nhưng mà dù sao thì mình cũng không có buồn lắm, bởi vì mình thấy mẹ mình sống thì rất là khổ. Khi mà mẹ chia tay, mẹ tìm tự do, mẹ muốn tìm cái mẹ muốn thoát ra cuộc hôn nhân đó, thì mình không có buồn. Cái lúc mà mình 17, 18 tuổi thì cái lúc đó mình buồn. Mình nghĩ là tại sao mẹ mình lại như vậy, thì mình nghĩ mình buồn, mình bạo động luôn á cả nhà. Nhưng mà sau khi mình lấy một đời chồng, thứ nhất mình chút xíu mình sẽ kể về cái đời chồng, hai cái đời chồng của mình. Thì sau khi mà ba mẹ Như chia tay thì năm đó Như chỉ mới có 15 tuổi thôi. Thì Như học chưa hết lớp 8. Mẹ mẹ Như cũng chẳng có nghề nghiệp gì, mà mẹ Như cũng không có học tới đâu, mẹ Như cũng học mới tới lớp 5 thôi. Thì lúc đó chia tay nhau thì cả nhà, nếu mà ai mà ở Bến Tre hoặc là Tiền Giang á thì biết cái năm 2016 nó có một cái cơn bão. Thì cái cơn bão đó nó vô hai cái tỉnh nó rất là nặng. Mà Như thì gặp ở cái huyện Tân Phú Đông mà ở bên Còn á, cái xã Tân Thạnh hiện tại bây giờ, thì ở đó là có, đó là cái Còn. Thì nhà của Như là cái năm đó là nó bị sập. Ba đi rồi mà gặp nhà sập nữa cả nhà. Thì một tay mẹ Như là nuôi ba đứa, ba chị em Như. Thì cả nhà biết mẹ làm gì nuôi ba chị em Như không? Mẹ Như bán hàng rong. Thì cả nhà biết là hồi xưa có cái gánh trên vai đó, thì cái vỏ trước là rau, cái vỏ sau là cá, với một cái tay xách vỏ bánh nữa, là Như là người theo xách bánh phụ mẹ. Thì xách bánh về hết sớm thì mẹ Như kêu thôi, nếu mà cái bữa nào mà hết bánh sớm á thì Như được đi về, xong rồi tắm rửa đi học, nếu mà học buổi trưa. Còn nếu mà Như học buổi sáng nha cả nhà, nếu mà Như học buổi sáng là mẹ Như hoàn toàn bán hết luôn nha. Mẹ Như tự tự gánh cái gánh trên vai, rồi cũng là tự xách cái vỏ bánh đó đi bán luôn. Mẹ còn lấy thêm vé số đi bán nữa cả nhà. Như không nhớ là nghỉ cái gánh xong rồi mới bán vé số hay là bán hai cái đó chung một lượt, nhưng mà mẹ Như là có một thời gian bán vé số với hai chị em luôn. Tới năm 15 tuổi thì Như mới mới nói mẹ là thôi bây giờ con không học nữa, nhưng chưa học hết lớp 8 thì cả nhà. Bây giờ Như không có biết tiếng Anh, nhưng qua đây là Thụy Điển nuôi, học hết tiếng Thụy Điển nhưng Như không biết tiếng Anh. Thì mẹ mẹ của Như Như mới nói với mẹ là thôi bây giờ con đi làm. Thì mẹ mới nói là mẹ chưa có đủ tuổi mà mày làm gì, mày mới có 10, 15 tuổi mà mày làm gì, ở ngoài nhận mày đâu. Thì Như mới nói là có một cái chị bạn, chị lớn hơn con 1 tuổi, nhưng mà chị kêu là bây giờ mượn hồ sơ giả, thì giấy chứng minh đó, ghép cái hình giả vô cả nhà. Nếu mà cả nhà có cái đó là cả nhà biết, tại vì lâu lắm rồi, hồi đó thì có, giờ em nghĩ chắc không được. Thì ai mà biết cái khu công nghiệp
lên Bình Dương mà khu công nghiệp Bình Đường á, không không làm khu công nghiệp Bình Đường nhưng mà như ở ngay cái khu đó, tại vì như không được đủ tuổi cho nên là như làm hồ sơ giả thì không được vô khu công nghiệp Bình Đường, nhưng làm cái công ty ngoài đó là công ty Liên Phát là năm 2016, bây giờ công ty đó còn hay là giải thể thì như không biết. Thì đó như làm công ty đó như nói thôi mẹ ơi con đi làm, thì chỉ mới 15 tuổi như thành phố thì làm rồi, như làm tới năm 18 tuổi. Thì mấy năm đó thì như gửi ra tiền cho mẹ, mà cả nhà biết công ty Bình Dương làm rất là, cái công ty đó làm rất là cực cả nhà, công ty đó là công ty của Đài Loan, những công ty Liên Phát là công ty của Đài Loan. Thì làm từ 7 giờ sáng mà làm tới 9 giờ rưỡi, có bữa tăng ca 8 giờ rưỡi, có bữa tăng ca 9 giờ rưỡi, mà lương về tay là lương lãnh về là được triệu 6, triệu 7, triệu 8, triệu 8 là cao nhất cho cả nhà. Thì mình đó mình ở phòng trọ ở Bình Dương, bởi vì những cái giờ mà mình coi những cái clip mà mấy bạn mà làm YouTube mở phòng trọ, thật sự mình rất là thương luôn, mình nhào vô là mình đăng ký, mình coi mình ủng hộ liền cả nhà. Thì mình làm lúc đó mình làm bao nhiêu tiền là mình gửi về mình lo cho mẹ với em. Thì đứa em giữa của mình nó cũng rất là đáng thương luôn. Nó cũng học hết lớp 7 thôi thì nó cũng bắt đầu đi làm với mình. Tại vì lúc đó giá số bán cũng không còn được nhiều nữa cả nhà, nhiều người ta thấy mẹ mình bán bắt đầu người ta ùa nhau đi đi bán ở Việt Nam mà cả nhà biết, mà một người mà bán đắt là bắt đầu người ta ráng người ta đi bán, lúc đó mẹ Như cũng không còn bán được. Thì mẹ Như mới đi về là phụ hồ rồi giác cây giác tràm đồ tùm lum hết trơn á, mẹ Như giỏi lắm. Thì bắt đầu Như làm trên Bình Dương là 3 năm tới năm 18 tuổi thì Như mới nói thôi bây giờ không làm nữa, Như đi nghỉ, Như đi về, Như đi về cả nhà, Như không làm nữa. Thì hai chị em mới ráp nhau nghỉ, bắt đầu mới lên mới về quê. Về quê thì về gia đình nội của Vi á là mới tìm người bán cái băng đĩa, mà băng đĩa CD VCD hay là DCD gì đó cả nhà, mà cái đĩa của mình đó, mà đĩa 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 giả chứ không phải đĩa thật nha cả nhà. Thì Như mới về mới làm cho bà, làm cho bà má chồng cũ của Như á. Thì sau đó thì mới gặp ba của Vi, thì hai đứa đám cưới, đám cưới là năm Như 20 tuổi. Thì đám cưới xong về thì sống cả nhà biết hai vợ chồng sống hầu như là rất là nghiệp ba chồng với mẹ chồng Như luôn, hầu như là hai vợ chồng Như lớn, chồng ba của Vi lớn hơn Như có 5 tuổi thôi, hầu như là ngày nào cũng cãi nhau luôn, hầu như cả ngày nào cũng cãi nhau quýnh lộn luôn, không phải là nó quýnh mình ảnh quýnh mình không, mà mình quýnh lại ảnh luôn, hai đứa nắm đầu quýnh luôn, còn hai đứa một đứa 20 đứa 25 mà cứ quýnh nhau xong rồi chịu không nổi cả nhà. Khi mà Vi nó được 3 tuổi, mình được 23 tuổi bắt đầu là chia tay. Chia tay thì mình gặp ba của Jessica. Lúc mình gặp ba Jessica thì Vi nó được 3 tuổi. Lúc mình gặp thì ổng rất là tốt, rất là quan tâm, thương yêu hai mẹ con, thì mình nghĩ là mình sẽ qua đây theo qua thị điển mình theo ổng. Nhưng mà qua đây là bắt đầu mọi việc thay đổi hoàn toàn cả nhà. Tiền ổng giữ hết, ổng không cho mình ra đường, chìa khóa ổng giữ, hộ chiếu ổng giữ, tất cả ổng đều giữ hết. Ông đều giữ hết luôn. Thì cái chuyện này là Như kể cho cả nhà thì thật ra là không có nhiều bạn bè biết đâu, nhưng mà Như kể luôn đó. Tại vì đã chia sẻ về cuộc sống, đã chia sẻ về mình, Như chấp nhận, Như chia sẻ hết. Qua đây sống nói chung là Như ở với ổng 8 tháng là Như không có trong người, Như không có một đồng tiền. Rồi ổng trong nhà ổng nói chung là ổng ghen đó, nói đại khái là ổng ghen, ổng không cho đi ra ngoài, tại vì ổng lớn tuổi hơn mình cũng chút xíu, ổng là người Malaysia nhưng mà gốc là gốc Trung Quốc. Ông sống ở đây rất là lâu năm rồi cả nhà, nhưng mà ông không biết chữ nha, ông chỉ nói được cho tới không, ông không biết viết nha. Thì ông rất là ghen, ông chỉ nhốt mình trong nhà thôi. Thì lúc đó mình nghĩ là thì qua thị điển thì qua thôi, nếu mà không được thì mình đi về thôi, mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình qua đây rồi á, mẹ mẹ mới nói là không không phải dễ mà bao nhiêu người mà người ta muốn qua thị điển người ta định cư được, mà định cư khi mà mày được định cư rồi thì mà mày lại để đi về. Thì Như mới nói là mẹ ơi, cái luật định cư á của Thụy Điển á nó kỳ lạ lắm, có nghĩa là khi mà mình với cha ba Jessica là không có kết hôn, hai đứa mình sống kiểu như là trên giấy tờ lòng, Thụy Điển nó gọi là sambo đó cả nhà, là chung sống chứ không phải là kết hôn. Thì như thế cũng được bảo lãnh qua, nhưng mà trên giấy tờ là Jessica nó có ba nha, thì bảo lãnh qua là theo cái diện sambo. Ai mà đi Thụy Điển rồi thì biết cái diện sambo là cái diện gì, thì bảo lãnh qua đây là cái diện sambo. Thì qua tới bên đây thì cuộc sống không như là mơ, thì Như nói là bây giờ Như đi về, thì mẹ Như cản là không cho đi về. Cả nhà biết á, là Như nói là
Bây giờ á, mẹ ơi, thẻ nó chỉ cấp có 2 năm thôi. Trong vòng 2 năm đó đó mà con không sống với ổng á là con phải bắt buộc con phải bị trả về Việt Nam. Cái luật Thụy Điển nó quá dị lắm cả nhà. Cái luật Thụy Điển là khi mà mình lấy chồng á là nó cấp chồng hay là sambo gì nó cũng giống như nhau, nó cấp cho mình cái thẻ 2 năm. Trong 2 năm đó mình bắt buộc mình phải sống với chồng mình. Nếu mà mình không sống với chồng mình mà mình chia tay trước 2 năm đó là mình sẽ bị Thụy Điển trục xuất về Việt Nam. Thì Như nghĩ là trời ơi, bây giờ mới có 8 tháng làm như vậy rồi mà sống với ổng 2 năm làm sao mà sống nổi, nhốt ở trong nhà mà 2 năm như vậy không sống nổi. Như nói là bây giờ không sống nổi, bây giờ Như nhất định là Như phải về Việt Nam, bỏ luôn cái thẻ định cư đó, không không lấy cái thẻ định cư tạm bợ đó, bây giờ bỏ luôn đi về Việt Nam không quay qua nữa. Thì mấy chị đó, ở Thụy Điển này mới kêu là thôi bây giờ đã lỡ qua rồi, chạy ra cơ quan xã hội nói với cơ quan xã hội là tình trạng như thế, báo với police là tình trạng như thế, rồi bắt đầu á để cơ họ xử lý em như thế nào, tại vì thẻ em còn 2 năm mà quyền lợi em được hưởng ở đây mà, tại sao em lại vội vàng em lại đi về. Rồi Như cũng nghe lời mấy chị đó, lúc đó Như 50% về, 50% ở, 50% về, rất là mệt mỏi cả nhà, bị trầm cảm, một ngày uống 6 viên Avadon. Avadon là thuốc giảm đau của Thụy Điển bên đây. Như nghĩ là rất là mệt mỏi, nhưng mà Như nghe lời mấy chị, Như nghe lời mẹ, Như được con cái là lì thì lì nhưng mà ở ngoài miệng cãi nhưng mà trong lòng rất là nghe. Xong rồi mình ở lại, mình quyết định mình ở lại. Mình ra thì ôi, cơ quan Thụy Điển ở nhà phụ nữ Thụy Điển, nhà bảo vệ Thụy Điển nó cực kỳ bảo vệ luôn nha cả nhà. Nó cực kỳ lo cho phụ nữ với trẻ em luôn. Nhưng mà Như nói là bây giờ hết thì 2 năm này Như nghĩ là 100% Như sẽ bị đuổi về. Nhưng mà hơn cả nhà, trong cái thời gian mà Như gia hạn thẻ đó, hết thẻ 2 năm đó, Như gia hạn đó, Như tìm được cái việc làm hiện tại bây giờ là làm công nhân kho rau củ, kho lạnh đó. Là Như tìm được, Như cũng may mắn là gặp được sếp, ổng nhận xong rồi ổng ký hợp đồng vĩnh viễn luôn. Cho nên khi mà Như theo đúng mà mình không có con chung, là Jessica là con chung của 2 người chứ gì, nếu mà mình không có con chung, không có việc làm thì 100% mình sẽ bị đuổi về Việt Nam. Lý do là cái thẻ 2 năm đó chưa có kết thúc được lấy vĩnh viễn mà mình đã chia tay chồng rồi, thì 100% mình phải bắt buộc mình phải về Việt Nam. Nhưng mà Như may mắn, cái thứ nhất là Như có con chung, cái thứ hai là Như tìm được việc. Cả nhà biết á, ngày xưa Như không có nhà, nhưng không có nhà, cái nhà này là nhà Như mượn 18 ngàn của bộ xã hội á. Bộ xã hội nó cho mượn 18 ngàn tại vì Như không có việc làm. Trước khi mà Như lấy nhà là Như không biết làm, trước khi chia tay Jessica, chia tay ba Jessica xong mà Như không có việc làm, Như không tìm được nhà. Như nhắn tin nộp đơn xin nhà ở Thụy Điển này, xin chủ nhà cho ba mẹ con thuê 50 lần nó không cho, không có việc làm nó không cho. Cả nhà biết Như ngủ ở khách sạn, cuối cùng Như ngủ khách sạn tại vì Thụy Điển nó không có để cho phụ nữ với trẻ em ngủ ở ngoài. Cuối cùng Như vô khách sạn Như ngủ, nó trả tiền cho Như nha cả nhà, nó trả tiền khách sạn. Thì cả nhà biết khách sạn ở châu Âu nó rất là mắc, một ngày là 2-3 triệu. Nó bắt đầu là nó phải bàn tính với nhau là nó cho tiền để mà nó cho mượn tiền chứ không phải mượn tiền, mượn 18 ngàn đặt cọc để lấy cái nhà này. Thì sao cho mình lấy nhà vẫn không có việc làm, thì Thụy Điển mới trả tiền nhà, trả tiền tàu, trả tiền ăn. Thì sau 5 tháng là Như tìm việc làm. Nhưng Như đã quay cái clip mà căn hộ của Như cho cả nhà coi á, là tất cả bàn ghế của Như trong đây là đều là cơ quan phụ nữ, là bên đây nó gọi là xã hội đó, thì nó cho tiền là Như mua tất cả đồ cũ, riêng cái tivi, cái giường và cái bàn tivi là tiền của Như làm ra mấy tháng nay, là Như làm ra Như mua, còn tất cả đều là đồ cũ của Thụy Điển cho tiền Như mua. Như cả nhà biết á, là Như là mẹ đơn thân, tuy là con Như có nhận trợ cấp nhưng mà với một người chỉ làm mới đây thì Như không có giàu như cả nhà, nhưng mà Như không có lên đây Như than, tiền Như làm đủ ăn. Cả nhà đừng có lo lắng là mẹ đơn thân bên đây mà 2 đứa con, là cả nhà đừng có lo lắng. Tại vì nhiều người cũng nhắn tin là thương chị quá, thương chị thì chị thương, thì cứ thương lại, nhưng mà không có phải là chị khổ bên đây, chị không có khổ nha, lương của chị bên đây cũng rất là ổn định, để chị làm cái clip sau rồi chị chia sẻ. Nhưng mà mấy em đừng có kiểu là tiêu cực, đừng có thương quá rồi buồn phiền nha, không có, chị bên đây chị cũng rất là ổn, rất là ok. Cho nên là đừng có lo quá, không có sao hết trơn á nha, cơm vẫn ngày 2 bữa. Thì sau khi mình lấy căn nhà này cả nhà, thì lấy căn nhà này Như có việc làm rồi, Như có con chung nữa đó, như Jessica đó. Jessica nói là có thẻ vĩnh viễn tại vì cha nó không có quốc tịch, cha nó hồi xưa là làm trốn thuế cả nhà, cha nó bị cấm vô quốc tịch. Ông ở rất là nhiều năm nhưng ông không được quốc tịch, cho nên là khi mà Jessica nó sinh ra nó không có quốc tịch, nó chỉ có thẻ vĩnh viễn thôi. Nhưng mà vĩnh viễn thì cũng vẫn hưởng quyền lợi như là quốc tịch Thụy Điển, cho nên là Như gia hạn là ở lại là nhờ Jessica. Nhưng mà hiện tại đó Jessica được vĩnh viễn nhưng mà Như với bé Vi là không được vĩnh viễn nha cả nhà, không có được vĩnh viễn.
thì 23 tháng 9 này Như hết hạn rồi là Như phải dai lại dai hạn nữa nè. Nhưng mà Như nghĩ là Như dai hạn được, tại vì lần đầu tiên mình dai được rồi thì lần này mình dai được. Lần này Như sẽ nộp đơn xin vĩnh viễn, tại vì Như sống ở đây là 4 năm là được quyền xin vĩnh viễn rồi cả nhà. Ngày xưa luật ngày xưa thì 2 năm là đã được xin vĩnh viễn, nhưng mà bây giờ thì tôi 4 năm mới được xin vĩnh viễn đối với cái diện đồng tụ mà có con chung á, thì 4 năm mới được xin. Thì ngày 23 tháng 9 này nếu mà Như xin được cái vĩnh viễn ở đây nữa thì thật sự là Như rất mừng, là mừng rất là vui luôn, tại vì mình là một người kiểu như ngoại lệ, mình không sống với chồng. Những chị mà sống với chồng không quan tâm, không có việc làm hay là không đi làm hay là không, nói chung là không quan tâm, cứ sống với chồng là được dài hạn thôi. Nhưng mà riêng Như là khác, Như không sống với chồng, Như phải phấn đấu. Cả nhà biết học, Như học cũng có nhiều chữ rồi, học có 7 tháng đâu có biết nhiều chữ, là kiểu như vậy nè, nghe thì hiểu mà trả lời không được tiếng Thụy Điển á. Cho nên là học có 7 tháng thôi là phải nghỉ, nghỉ rồi lao đầu vô tìm việc làm, tìm đủ thứ, chăm sóc người già rồi này nọ, không ai nhận hết trơn. Tự nhiên cái ông sếp này sao có duyên sao ông nhận, cả nhà ông thấy ông cũng thương, thấy mẹ đơn thân ông cũng thương, ông cũng nhận. Nói chung là người Thụy Điển thì họ người nào làm biếng hút chích thì cũng một phần, nhưng mà người nào họ nhân hậu thì cũng là nhân, rất là nhân hậu nha cả nhà. Thì Thụy Điển họ hiền lắm, nhìn họ xăm người chứ họ rất là hiền, thì như rất là may mắn. Nhưng mà Như chỉ lo là lo một điều thôi cả nhà, lo một điều là cả nhà biết là hai đứa con Như là hai cha, Như chỉ cầu mong là sức khỏe thôi, Như chỉ cầu mong là Như sức khỏe thôi. Tại vì như nghĩ đêm mà Như nằm Như ngủ Như nghĩ Như rất là sợ. Như sợ một điều là nếu mà mình ngủ sáng ngày mà mình chết đi thì Jessica ok nó được ở lại đây, tại vì nó đã có thể diễn rồi, ba nó ở lại đây thì nó sẽ được ở lại đây. Nhưng mà bé Vi là nó phải phải về Việt Nam, tại vì nội nó với ba nó là đều ở bên đó. Thì hai chị em của nó sẽ bị chia cắt ra nhau, không không sống chung với nhau cả nhà. Tại vì Vi nó không được quyền sống ở đây, khi mà mẹ nó mất thì nó không được quyền sống ở đây, tại vì nó đi theo cái diện là con theo mẹ dưới 18 tuổi. Thì một điều mà Như chỉ lo lắng là Như sợ là Như chết giữa chừng mà con Vi nó chưa có được 18 tuổi thì nó chưa có được thẻ vĩnh viễn, nó chưa có được ở đây thôi. Chỉ sợ một điều thôi. Chứ nếu mà Vi nó được vĩnh viễn như Jessica, một khi mà Như chết đi thì cái cơ quan xã hội nó sẽ tìm cho Vi một cái gia đình để cho nhận nó làm con nuôi, thì không có gì Như phải lo. Như chỉ sợ là cái khoảng thời gian mà như thế này thôi. Như rất là lo cái hai chị em nó chia cắt ra, thì sau này không bà ngoại bên Việt Nam này không gặp được Jessica, mà Vi nó cũng không gặp được em nó cả nhà. Những khi tại Jessica thì nó tiếng Thụy Điển nó biết nhiều hơn tiếng Việt Nam, mà sau này mà nếu mà thật sự chuyện nó xảy ra thì nó cũng đâu có được về, nó cũng đâu biết đường gì đâu mà về Việt Nam, hay đâu biết nói tiếng Việt Nam với chị nó, chỉ sợ vậy thôi. Thì vậy đó cả nhà, Như chia sẻ với cả nhà vậy đó. Thì thì cuộc đời của Như là như vậy đó. Còn những cái khúc mắc nhỏ nữa thì nếu mà kể thì nó dài lắm cả nhà, kể kể ra thì cái clip này nó dài lắm, cho nên Như xin phép Như kể tới đây thôi cả nhà. Thì Như cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và quan tâm Như, cũng như là Như không nghĩ là cái kênh của Như được trong mười mấy người mà theo dõi vậy luôn. Tại vì mình làm mình có kinh nghiệm gì đâu, mình đâu có biết gì đâu, mà Như không nghĩ là nhiều người theo dõi như vậy. Thì Như cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Nhưng cảm ơn cả nhà nhiều lắm cả nhà. Nếu mà cả nhà muốn biết cái gì ở Thụy Điển, hay là muốn biết Như muốn muốn Như chia sẻ cái gì, thì cả nhà cứ việc bình luận ở dưới, Như sẽ sẵn sàng chia sẻ cả nhà, nếu mà không phạm pháp. Bây giờ thì Như dừng cái video đây cả nhà, bây giờ là buổi tối đó, con Như cũng ngủ rồi, bây giờ Như cũng đi ngủ để còn đi làm á. Thì Như xin cảm ơn cả nhà đã xem cái video, và hẹn gặp lại cả nhà ở cái video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.